Bao nhiêu hôm nay cửa hàng Ba Trang dọn lên được một lô máy tỉa rào, bờ rào Nhật bãi, cắt cây cảnh bonsai rất là đẹp nhé. Hôm nay dọn lên được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây nhé. Hàng thì là Nhật bãi cho nên là cái độ bền rất là cao. Thích hợp cho các bác nào mình làm cây cảnh bonsai, đốn chè, cắt bờ rào. Thì đây có máy Komatsu này, Shideoa này, Komatsu này, Shideoa, Tanaka, Jobin nhá, Makita. Rồi, thì em giới thiệu qua những cây này nhá. Các bác nào cần tư vấn hay là ấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976123370 nhá. Như đầu tiên nhà em có con cây đến từ thương hiệu của Makita nhá. Con này là Makita này. Hàng một lưỡi này thì cho các bác cắt bờ rào, cắt cây cảnh. Hoặc là các bác cắt chè, đốn chè rất là ngon nhá. Lưỡi của nó dài 60, lưỡi thép Nhật này, dày keng này. Động cơ của nó là động cơ của Makita. Con này là 23cc nòng 32 ly, chỉ ăn một rù, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Như con này thì giá của nó là 1.400.000 nhá, bao phí ship 1.400.000. Con Makita này này đó. Tiếp theo con số 2 nhá. Số 2 thì em có con tỉa rào là thương hiệu Jobin. Con này thì động cơ 23cc nòng 32 ly. Đấy, lưỡi của nó là dài 55 nhé các bác nhé, lưỡi dài 55. Nói chung là những cái con máy này thì bên em đã dọn rửa là làm liếc cả ngon lành cảnh đào hết cho các bác nhé. Máy móc thì bao zin cho các bác luôn, dọn rửa đẹp sạch sẽ. Con này thì giá của nó là đi 1.500.000 bao ship nhé. Nên tất cả những con này thì đều sử dụng động cơ 2 thì nhé. Đó, động cơ 2 thì sang khoa nhớt, trọng lượng máy là 5kg. Tiếp theo này, con số 3 này. Con số 3 em có con Tanaka rất đẹp này, hàng 2 lưỡi nhé. Hàng này thì thích hợp cho bác cắt cây cảnh bonsai. Con này rất đẹp các bác này. Đó, ốc áng 7 màu đẹp xuất sắc nhá. Đấy, cắt cây cảnh bonsai, cắt tạo thế, tạo tán thì những con này nó rất tiện lợi cho bác luôn. Lưỡi dài 60, lưỡi dài keng. Động cơ Tanaka, mã của nó là THT210 như mới này. Con này rất đẹp nhá. 21cc nòng 32 ly. Dòng Tanaka thì chạy nó rất là bốc này và lợi xăng nhá. Đặc biệt thì nó rất là nhạy nổ. Nếu mà các bác đã sử dụng qua máy cắt cỏ của Tanaka các bác biết nhá, nó cực kỳ nhạy nổ luôn. Động cơ thực chất là động cơ của máy cắt cỏ các bác nhá. Lưỡi còn dày keng này, có cả cái bảo vệ lưỡi cho các bác luôn nhá. Đấy, như con này giá của nó là 1.900.000 bao ship nhá. Tiếp theo đến con số 4 này. Con số 4 em có con Shideoa. Con Shideoa này, con này lưỡi đẹp keng các bác này, lưỡi dài 60. Con này thì cho các bác cắt chè, cắt cây cảnh, cắt rào nhá. Các bác nào mà mình muốn mua con lưỡi nó vừa phải thôi, đấy, thì cho nó gọn gàng thì các bác có thể tham khảo nhá. Động cơ thì động cơ là Shideoa 23cc nòng 32 ly, chế Umbro, chạy thì cực kỳ là ngon luôn. Shideoa thì nó là quá vip rồi, quá vip các bác nhá. Như con này giá của nó là 1.000.000, con này giá 1.700.000 bao phí ship nhá, 1.700.000 con Shideoa, con số 4. Tiếp theo này, tiếp theo con số 5 này. Số 5 thì em có con Komatsu rất đẹp này. Con Komatsu con này thì cho các bác chơi hệ lưỡi dài nhá. Lưỡi con này lưỡi dài 75 nhá các bác nhá. Má nguyễn còn nguyên này. Quá đẹp luôn nha các bác nhá. Đấy, con này thì máy móc dọn ngon lành cánh đào hết cho các bác rồi. Động cơ của nó 23cc nòng 32 ly. Đấy, tất cả những con này đều được trang bị chế động Onboro nhá, chạy rất lợi xăng. Chạy dòng Komatsu thì bao bền, nó thích hợp thêm cả trục tật trợ lực lớn này cho các bác nào mình có tuổi rồi, mình dùng rất là ok nhá. Con này giá của nó nhá, giá của nó 1.800.000 bao ship này, máy đẹp keng luôn các bác nhá. Lưỡi còn dày keng nhá. Con này thì những cái loại này thì các bác càng cắt thì nó càng bén ra các bác nhá. Đây con này giá 1.800.000 này, máy bao vip luôn này. Rồi tiếp theo con số 6 này, con số 6 thì em có con một lưỡi hàng Shideoa, hàng siêu vip. Mã của nó là 2210S nhá. Đấy, 22cc nòng 32 ly, lưỡi này quá đẹp luôn nhá. Con này thì đẹp xuất sắc rồi. Đẹp xuất sắc rồi. Đấy, lưỡi dài con này dài 80 các bác kia. Lưỡi dài 80. Máy thì Shideoa, xài cực kỳ chất lượng luôn. Quá vip luôn các bác nhá. Con này thì cực kỳ ngon luôn. Các bác nào mình muốn xài con máy đời cao thì có thể tham khảo nhá. Con này thì cực kỳ ngon luôn. Tất cả những máy đến từ thương hiệu Shideoa thì nó cực kỳ chất lượng rồi. Con này giá của nó 2.000.000 nhá, bao phí ship này. Rồi tiếp theo con cuối cùng. Cuối cùng em có con General Komatsu nhá. Con này sử dụng bánh xe. Nó là một cái con mà tích hợp cả chức năng các bác cắt luống nhá. Và các bác
các bác cắt luống này và các bác cắt rào đều được nhé. Đó, khi các bác nào mình không thích dùng cái bánh xe các bác đẩy như này, đấy, không thích đẩy dọc như này, thì các bác tháo những cái bộ phận này ra, các bác dùng như một con cắt rào đốn chè nhé, rất là tiện lợi luôn, một công đôi việc luôn, rất là tiện lợi nhá. Máy thì động cơ máy của Zenoa Komatsu quá chất lượng rồi, con này là 23cc nòng 32 ly nhá, chụp ra trợ lực lớn này, và đặc biệt máy quá đẹp các bác này, máy này quá xuất sắc rồi các bác nhá. Đây các bác nhìn này, quá đẹp nhá. Con này thì giá của nó là 2 triệu bao phí ship nhá, 2 triệu bao phí ship nhá. Rồi ok, thì anh em nào quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976 123 70 nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.